đây là kiến lông nhung. Nhưng nó không thực sự là kiến mà là ong bắp cày. Và chúng cũng không có lông nhung đâu. Vâng, không sao cả nếu bạn bối rối. Hầu như ai cũng vậy vì những con cái không có cánh và không biết bay. Chà, đặt tên cho loài này là kiến cũng chẳng ích gì. Không có cánh nghĩa là chúng bò trên mặt đất như kiến. Và không giống ong bắp cày bình thường. Chúng không tự xây tổ. Chúng chiếm lấy tổ của ong, ruồi và các loài côn trùng khác. Wow, bé tí tẹo mà tự cao quá. Thật dễ dàng để cướp nhà ai đó khi bạn có khả năng trích mạnh nhất trong số tất cả các loài ong bắp cày. Bộ xương ngoài của loài này giống như áo giáp thật. Cả hai đặc điểm trên khiến loài kiến này hầu như không có bất kỳ kẻ thù ăn thịt nào. Nếu bạn từng bị một con trích, trước hết là sẽ đau và đau hàng giờ liền. Tiếp theo bạn sẽ biết đó là con cái vì con đực không trích, nhẹ lòng ghê ha. Nếu bạn và con bọ bé nhỏ kỳ lạ này gặp nhau, chỉ cần ngả mũ rồi lùi lại từ từ. Và nhớ luôn đi giày nhé. Hãy nhớ rằng loài này không bay được, hầu hết các vết đốt gây ra là do ai đó vô tình dẫm lên chúng. Và nếu bạn nhìn thấy anh chàng này thì đừng dẫm lên nó. Nhưng đó là nói khi bạn đủ nhanh, loài này cực kỳ nhanh nhẹn đấy. Mặc dù trông giống như một con quái vật trong các bộ phim kinh dị, rết nhà luôn đứng về phía bạn. Chúng ăn các loài gây hại sống trong nhà, ruồi, bướm đêm, rán, mối, nhện, tất cả đều có trong thực đơn bữa tối của chúng. Ồ đúng rồi, vết cắn của chúng có độc, nhưng vô hại đối với con người. Bên cạnh đó, phần miệng nhỏ xíu của nó cũng không thể xuyên qua da người được, và vật nuôi của bạn cũng tuyệt đối an toàn. Nếu bạn từng thấy một con rết nhà, hãy để nó tiếp tục công việc là giữ cho ngôi nhà bạn sạch sẽ và không có côn trùng nhé. Bây giờ, nếu bạn đụng độ với họ hàng của rết nhà là rết khổng lồ, hãy chạy ngay đi. Sinh vật trông kỳ dị này có thể dài bằng cẳng tay đấy. Và nỗi sợ hãi của bạn là chính đáng. Loài này thường không chỉ ăn côn trùng nhỏ mà còn cả bọ cạp, nhện đen, than lằn, chuột nhà và chuột cống. Thậm chí còn có trường hợp loài này đuổi theo chim, rơi và rắn nữa. Nọc độc của rết khổng lồ cực kỳ mạnh. Chất độc dễ dàng ngăn con mồi di chuyển. Đối với con người, chất độc không gây thiệt mạng. Tuy nhiên cũng không phải là một trải nghiệm vui gì đâu. Nhìn thôi, đừng chạm vào. Sải cánh của ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản rất lớn. Đôi khi chúng được gọi là ong chim sẻ. Và ngòi của chúng đủ dài để chọc thủng bộ quần áo người ong. Vì vậy, đừng mong là nó sẽ cứu giúp gì được bạn nha. Tệ hơn nữa, loài này không bao giờ đơn độc. Khi một con ong bắp cày nhận thấy có nguy hiểm, nó sẽ phun nọc độc vào đối thủ. Mùi của nọc độc sẽ thu hút đồng loại của nó. Chỉ trong vài giây, bạn sẽ đối mặt trực tiếp với một bầy toàn những con ong to lớn này. Chạy có thể cứu bạn, nhưng hãy sẵn sàng cho một cuộc đua đường dài nhé. Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản có thể bay được đến 80 km một ngày. Một cuộc đua marathon chỉ bằng một nửa quãng đường đó thôi. Chú sâu bướm Puss Moth lông xù đáng yêu đến mức không thể không chạm vào. Chúng giống con bọ có lông mèo con vậy. Nhưng không đúng đâu, hãy để tay bạn tránh xa nó nha. Bộ lông đó thực sự là những chòm lông có độc. Khi có gì đó tiếp xúc với chúng, ví dụ như bàn tay bạn, lông sẽ bám vào da. Nọc độc gây kích ứng ở chỗ bị cắn. Cảm giác cực kỳ bỏng rát và có thể kéo dài một tiếng. Nhện nâu ẩn giật không muốn đến gần bạn, cũng như bạn không muốn đến gần chúng là nha. Loài nhện này thường thụ động, tránh xa mọi tầm mắt và sống lặng lẽ trong hầm chứa, gác mái hoặc những nơi tối tăm yên tĩnh khác. Nếu bạn vô tình làm phiền chúng thường chỉ chạy đi thật nhanh. Nếu bạn trêu chọc chúng, bạn sẽ hối hận cho mà xem. Nọc của chúng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả rắn đuôi chuông luôn. Một khi đi vào cơ thể, nọc độc bắt đầu phá vỡ các mô, lấy đi lượng oxy cần thiết để sống. Hậu quả có thể sẽ càng lúc càng tệ và kéo dài trong nhiều tháng. Nhện nâu ẩn giật có thể sống mà không có thức ăn trong gần 10 tháng. Vì vậy, loài này sẽ không vào bếp hoặc phòng ngủ của bạn để tìm đồ ăn. Bạn có thể ngủ yên khi biết điều này phải không? Kiến gặt Maricopa là một trong những loài độc nhất thế giới. Giống như ong bắp cày khổng lồ, chất độc của chúng đóng vai trò đánh dấu cho những con kiến gặt khác đến giải cứu. Trong trường hợp này, bạn cần phải chạy đi càng sớm càng tốt. Chỉ cần vài chục vết cắn là đủ độc để hạ gục một con chuột lớn rồi. Và không giống như ong trích chỉ được một lần đâu nhá. Loài kiến này có thể tiêm nọc độc của chúng nhiều lần. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang đắp kín chăn vào ban đêm và ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng vào nửa đêm, bạn có một vị khách không mong đợi. Nó bò khắp chăn lên mặt bạn, tìm môi bạn và nó hôn bạn. Khi tôi nói hôn, ý tôi là cắn đấy.
bọ xít hút máu thường ẩn náu vào ban ngày, kiếm ăn vào ban đêm. Và thức ăn của chúng là máu. Mua. Chúng có một thói quen khó chịu là cắn vào mặt và cổ người. Đó là lý do khiến chúng có biệt danh khác là bọ macaron. Thực ra chúng ta có thể bắt đầu với biệt danh đó, nhưng bây giờ là loài ruồi CC sống ở châu Phi. Chúng gần như trông giống những loài ruồi khác, nhưng nếu bạn nhìn thấy chúng, hãy dùng hết sức bình sinh mà chạy đi ngay. Nếu bị cắn và không được điều trị ngay, bạn thường không thể sống được sau vài tháng. Và loài này đã đe dọa trái đất trong hơn 30 triệu năm. Khi đó tôi còn chưa sinh ra, nhưng ngày đó thế giới động vật hoàn toàn khác bây giờ. Khí hậu nhiệt đới ẩm trên khắp hành tinh đã giúp ruồi CC cảm thấy thoải mái và dễ sinh sôi. Hãy đến Nam Á, nơi bạn sẽ tìm thấy bọ cạp đỏ Ấn Độ. Loài này chỉ lớn bằng ngón tay nhưng là một trong những loài độc nhất trên thế giới. Chúng chủ yếu quan tâm đến việc riêng, ăn côn trùng hoặc thậm chí là thằn lằn nhỏ. Nhưng chúng có thói quen sống gần các khu dân cư, đặc biệt là ở vùng nông thôn, và đó là nơi thường xảy ra tai nạn. Sau một ngày dài kiếm ăn và làm việc, bạn biết đấy, công việc của bọ cạp mà. Loài này thích chui vào giường của ai đó vào ban đêm hoặc sáng sớm. Hoặc chúng rơi từ trần nhà xuống người bạn ngay lúc bạn đang ngủ ngon. Hãy tưởng tượng xem, đó là nhiên liệu cho ác mộng. Bây giờ là con nhện khét tiếng nhất, quả phụ đen. À, bạn không thể nhầm lẫn chúng, vì trên bụng chúng có hình chiếc đồng hồ cát màu đỏ. Loài nhện nhỏ xíu chỉ bằng móng tay này lại có món võ lợi hại lắm. Chúng cực độc, chính xác là như vậy. Và chất độc đi thẳng đến hệ thần kinh. Nó đủ mạnh để gây chuột rút và co thắt cơ trong vài tiếng. Tin tốt là loài người to lớn chúng ta hầu như vẫn có thể sống được. Mạng nhện của quả phụ đen nhỏ bé này chắc một cách đáng ngạc nhiên. Nó có thể giữ một con thằn lằn hoặc con cóc cơ đấy. Và vâng, loài này có cái tên nổi tiếng, đó là vì chúng thường ngấu nghiến bạn tình của mình. Danh hiệu loài nhện độc nhất thế giới thuộc về nhện lưới phễu Sydney. Đủ rồi đấy. Tên này bắt nguồn từ hình dạng của mạng nhện mà chúng tạo ra, giống như bạn đang nhìn một cơn lốc xoáy từ trên cao vậy. Chúng lớn, nguy hiểm và nhanh nhẹn. Loài nhện độc ác này có thể ngoạm chặt con mồi và cắn nhiều lần. Nếu da bạn là mục tiêu, bạn có chưa đến một tiếng để tiêm chất chống nọc độc vào người. Nhưng không phải là nỗi kinh hoàng nào cũng lớn. Một số con ngồi thoải mái trên những ngọn cỏ và đợi bữa trưa bay qua. Ô kìa, đó là chân bạn kia. Con quái vật chộp lấy và biến bạn thành hộp nước trái cây. Con ve có thể nhỏ, nhưng đó là điều khiến chúng trở nên đáng sợ. Chúng có thể ẩn náu ở bất cứ đâu, cỏ, bụi rậm, trên mặt đất, trong kẽ lá. Bạn hầu như không cảm thấy chúng đang bò trên người, và vết cắn của chúng không dễ thấy. Đôi khi chúng có thể khiến một người bị ốm nữa đấy. Bây giờ, có phỏng đoán nào cho loài côn trùng nguy hiểm nhất trên thế giới không? Chúng ta đã có rất nhiều đối thủ, nhện độc, kiến tàn nhẫn và rết gây ác mộng. Nhưng loài có hại nhất đối với dân số loài người là muỗi. Chúng không có nọc độc, vết cắn của chúng không đau, nhưng chúng nguy hiểm là do các loại bệnh mà chúng gây ra. Muỗi là những tay săn cừ khôi. Chúng có một cơ quan đặc biệt có thể phát hiện ra khí carbonic mà chúng ta thải ra khi thở. Một khi tìm thấy mục tiêu, một con muỗi có thể hút lượng máu gấp 3 lần trọng lượng của nó. Loài hút máu này là một trong những loài lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta. Chúng đã tồn tại hơn 200 triệu năm. Khổ thần khủng long bạo rúa không thể đập chúng bằng chi trước nhỏ bé của mình. Lúc đó, chúng sống ở những vùng nhiệt đới ấm áp. Còn bây giờ, chúng ta có thể tìm thấy chúng ở tất cả các lục địa, trừ Nam Cực. Ha ha, chim cánh cụt may mắn thật. Và con người phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Muỗi giấu ấu trùng trên tàu và đi khắp thế giới cùng chúng ta đấy. Nghe có vẻ lãng mạn, nếu không phải trong bối cảnh này.